Xin giới thiệu quý vị các bạn, đây là bạn Đỗ Đức Kiệt đó, đại đội C, đại đội A, đại đội A xin lỗi. Rồi Kiệt sẽ phát biểu cái ngày vui hồi cầu 50 năm chúng ta gặp mặt. Xin bạn Kiệt từ từ chưa. Kính thưa tất cả các bạn, tôi được bạn Lê Trần cho nói vài câu. Tôi rất là hãnh diện được về dự đại hội 50 năm của các sinh viên sĩ quan khóa 20 về dự đại hội 50 năm. Tôi rất là sung sướng, chào tất cả các bạn, chúc các bạn sức khỏe dồi dào, chúc các vị sức khỏe dồi dào và vui, rất là vui. Xin cảm ơn. Rồi.